Ờ, xin kính chào tổng thể quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Thái Phát bonsai nhé hôm nay tôi lại tiếp tục lên một cái lô hồng ngọc mai bonsai nhỏ nhỏ mini cho mọi người để bàn chơi nhé thì tôi lời nói đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã suốt thời gian qua đã mua cây ủng hộ tôi thì nay tôi cũng có một cái lô gọi là nói chung là nó nhỏ nhỏ nó nhỏ nhỏ bonsai thì cái này để bàn tôi cũng nói trước luôn mọi người so sánh trước khi mua nhá cái cây này là nó không có to nó rất chi là nhỏ tại là tôi lọc ra rồi nhưng mà thật sự là cái 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 nhỏ và cái chăm sóc nhỏ và lớn nó cũng ngang nhau để tôi nói cho mọi người này. đây này cái cây đó tôi bán là 100 k tôi không có bao ship để tí nữa tôi nói như đây này mọi người thấy cái cây nó to đây này đó mà tôi bán cũng cũng chỉ có một trăm ba tức là hai uh, trăm 50 k là tôi bao ship nhưng mà nó rất là to nhưng mà nó là phôi còn cái cây này nó rất là nhỏ đấy mọi người cái so sánh nha, trước khi mua là mình nói chung là tùy cái, cái tiểu cảnh mà mọi người về thì mọi người là tính toán là à, tại sao nó nhỏ nhưng mọi người vẫn chơi vì là mình thích mini để bàn mà cho nên là nó là rất chi là nhỏ nhưng mà thực sự người yêu cây thì không có tính toán là to nhỏ mà tính toán về cái góc độ nghệ thuật cho nên là cái cây này nó tôi đã ra thành phẩm, tôi đã làm trong này rồi nó chưa phải là thành phẩm. Nhưng mà cái định hướng dây như này là tương lai là nuôi lên là nó cũng ok bum bum rồi. Cho nên là tôi cũng nói trước như là mọi người mong mọi người mua ấy là cứ so sánh là thực sự là nó chất chi là nhỏ. Nhưng mà cái giá trị nó lại cũng là, là cao tại là tính toán trong cái thời gian nuôi và cái công vào chậu và cái chất trồng trong này nó đầy đủ rồi về chỉ việc nuôi thôi. Thì cái cây này là này, tôi bán 3 cây. Thì uh, bây giờ một cây là tôi không có bao ship nhưng mà ba cây. Đó ba cây là tôi sẽ bao ship cho mọi người là ba trăm rưỡi tôi bao ship nên là mong mọi người cứ lựa chọn đó thì một cây như này là 100 k tôi không bao ship là tôi tôi để cả chậu tại là vị này cũng kiểu nào cũng phải đóng một vào cái thùng xốp nên là kính mong mọi người có gì là thật sự là thông cảm nếu mà mua ba cây tôi sẽ ba cây ba trăm rưỡi tôi sẽ sắp xếp tôi đóng thùng tôi gửi cho tôi bao ship còn nếu mọi người mua một cây thì tôi chỉ để cho mọi người 100 trăm nhưng tôi không bao ship nhé nên là mong mọi người có gì thông cảm thế này cứ kể cả, cả, ai xem vậy thì cứ bàn với vợ đấy ví dụ như là bàn vợ em ạ ừ anh thấy này bé nhưng mà nó lại có duyên nhiều khi đôi khi đâu cần to đâu em cái hoa nó lại thơm nhẹ nhẹ nữa đó cho nên là đây là, cũng như cái cây này nó có cái hoa nó thơm nhẹ, nhẹ nhẹ nhưng mà do tôi cắt rồi cắt thì khi tôi vào dây là nó cái hoa nó ra là tôi sẽ bẻ đi à, rồi cái mã số 1 nhé, cái nói nhiều nó mất thời gian nhưng mà tôi cũng chân tâm sự bằng tình cảm rõ ràng nên là xem cây là phải chọn cho nó rõ ràng tại cái sở thích của mỗi người mà. Chứ nên nhiều khi lướt qua nó ảo ảo thì mọi người cũng không thích lắm. Nên là ai mà thật sự mà đam mê về cây thì tôi quay nó hơi lâu tí thì mọi người có gì cứ thông cảm nhé. Tại là khi mình mua cây mình phải chọn sao cho cái sở thích mình, mình cảm thấy mình ưng. Đó, rồi cây số 1 này nhá 100k, không bao ship nhá Tí nữa tôi sẽ, à, à, một, nếu mà ba cây thì tôi sẽ bao ship là 350, rồi một cây mã số 2 đây đấy cái này nó có cái trái tim này mọi người thương tình cho một tim cho một like vì tôi có tình cái trái tim nó thể hiện một cái tình cảm yêu thương của mọi người nhé đấy thì cái cây này nó cũng rất là chi là nhỏ nó không có lớn nhưng mà mọi người cứ so sánh nhá. cái nghệ thuật thôi thì này thì tôi chưa có vào dây nhưng mà để như vậy cái cây này thì để mọi người vào đưa cái dây nhẹ 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 ra là được rồi tại nó đang có hoa tổng tiết tiết đấy đưa nhẹ nó cân đối ra đó cân đối ra xong dựng lên mình chia cho nó đều ra đó. thì là nó cũng rất dễ thương đấy thì uh... Mã số 2 này cũng 100k nhé tôi bao không bao ship. Nói chung là tôi bao ship là, 3K 3K là 3 cây nhá, 3 cây là 350. Đó, 3 cây 350. Đó. Là tôi bao ship thì mọi người cứ chọn mã số nào đó thì tôi đóng thùng tôi gửi cho nhá. 3 cây là 350, còn 1 cây là 100 không bao ship nên là kính mong tất cả mọi người có gì là cứ thông cảm nhá đó thì cái cây này nó nhỏ nhưng thực sự là nó nó cũng già cây rồi về nuôi là nó, nó cứ vậy là nó ra hoa thôi tại khi tôi vào dây được tôi cắt hết hoa đi cho nên là nó không nhìn nó không rõ ràng rồi mã số 2 100k đó, rồi tiếp tục lên mã số 3 nhá đó mã số 3 này cái dáng nó nhìn cũng lạ lạ, nếu có cái tượng cái gì đấy mình để đây mình về này là cứ để về là chơi được rồi đó mà kiếm cái tượng nhỏ cái cô tấm cô gì đó về về mình để nó nằm ở trong cái cái gốc đó nhìn nó cũng có duyên mà đó thì uh, cũng 100 k nha mọi người cứ lấy cái mã số nào thì tôi sẽ chọn cho mọi người đấy đấy mã số 3 nhá mã số 3 cho một cây bonsai hồng ngọc mai cho tương lai chỉ có 100 trăm ngàn thôi thật sự tôi đã nói với mọi người rất là nhỏ còn mọi người cứ đăng ký kênh và chọn phôi to nhá phôi to đây to trà bá đây cũng chỉ có 130 k tức là hai trăm rưỡi một cặp tí nữa tôi sẽ lên clip sau À, đăng ký là sẽ lên clip sau nó rất chi là to thì lúc đấy không phải là to đấy nên là nên là mọi người cứ so sánh có lúc là mọi người mua thì nói là sao cây nó nhỏ nhưng thực sự cái nhỏ cái chăm sóc nó cũng vậy đấy cái nghệ thuật mà cái công vào chậu đấy và cái chậu là mấy chục ngàn rồi đó cho nên là mọi người cứ so sánh cho nó kỹ nhá có chỉ nhiều khi tôi bán bằng cái tình cảm thật nhưng mà mọi người cứ nếu mà không có thì không mua cái gì thì mua phôi phôi thì kết bạn zalo tôi gửi phôi cho giá nó rất là hợp lý cho mọi người chơi đó 100k không bao ship mã số 3 nhá. Rồi tôi xuống hàng nó nhỏ thôi nhưng mà về để bàn nhìn nó rất là hợp lý đó. Nói chung là mình chơi là nó ra hoa thôi. Rồi, mã số 3. 100k không bao ship. Rồi mã số 4, mã số 4 cũng như kiểu là mã số 4 đấy đó. Mã số 4 trông như nhiều nhiều, kiểu một con thú ấy, tôi cũng cắt sơ rồi. Tại nó ra hoa là cái cây này, này mình mọi người không quan tâm đến cái hoa, mình mua cây thì trước hết mắt là mình chọn cái 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 đế cái thân. Đó, cái này nó giống một con thú cái này là tôi em tôi để vào vậy để cho mọi người biết là số mấy thôi để dễ nhìn đó thì trông nó giống một con thú đó nó có có bốn chân nhá bốn chân đây hai chân sau đây này hai chân sau đó hai chân sau đó hai chân sau và hai chân trước đây là cái ức của nó thì cái này về mình mọi người về uốn lại tại tôi thấy nó ngắn quá tôi chưa muốn vào dây đó, nếu mà mọi người mua mà nhờ tôi vào dây tôi vào luôn đó thì cũng 100k không bao ship còn mọi người mua 3 cây cứ chọn cộng 3 cây ví dụ có số 1 số 3 số 7 gì đấy là ba cây là tôi đóng thùng tôi bao ship thì cũng phải vào thùng đàng hoàng tại cũng có cái chậu này nó bẻ là rất là tiếc còn nếu mà mọi người nhấc chậu ra thì lúc đấy điện thoại rồi kết bạn rồi là điện thoại rồi nói tôi nhấc ra tôi bán giá nó hợp lý luôn không tới cái giá mà tôi nói đâu tại cái chậu với cái công đóng thùng là đó, nó, nó lằng nhằng mì tôm mà không may mà biêu điện nó làm bể thì kính mong tất cả mọi người và thương tình là hiểu cho có nhiều khi lại cứ bảo sao cái chậu nó bể như thực sự đây này cái video là cái chậu nó không có nứt nẻ gì nó rất là đẹp đó cái chậu ở bát tràng này mọi người thấy không nó không có ảnh hưởng gì nhưng mà nếu mà không may mà, mà biêu điện nó có làm bể thì mọi người cũng phải thông cảm còn nếu mà mọi người mà về mà trồng được chậu hoặc lên tượng hay là lên chậu thì mọi người nói tôi tôi rút chậu ra tôi đóng cẩn thận lại cho mọi người không có sao tôi bao sống không có lo gì hết Đấy mã số 4 cũng là à, uh, 100k nhé Đấy cho nên là cái nghệ thuật này nó vậy Cái hoa nó thơm dịu 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 ấy. Đấy bữa trước có cái cô vợ cái cũng vậy Mua cho chồng uh, cây uh, hồng ngọc mai đấy Ở cái mã số mấy đó số 4 số 5 này. Đấy nó cái hoa vợ lại bảo Ô, anh ơi thơm <laughs> Thơm nhầy anh nhỉ Thế tự nhiên nói là anh ơi thơm Thế là chồng lại tự nhiên lao đến ừ, thơm vợ một cái à, Thế và ông chồng lại nghĩ ông bảo ôi sao chưa bao giờ thấy bà vợ lại bảo thơm thế là lên lao đến ôm anh hơi thơm nhẹ nhẹ thôi thợ sướng lắm thơm nhẹ sướng lắm đấy, ông chồng tưởng là là đã, à, vợ bảo vào thơm <laughs> nhưng hóa ra là vườn dưới hoa này nó thơm dịu dịu thế à, bà vợ bảo chồng anh ấy thơm thơm nhẹ nhẹ thôi thơm nhẹ nhẹ thấy sướng lắm em ngửi em thấy sướng lắm nhưng mà thật sự là đấy là cái hoa hồng ngọc mai này đấy thế ông chồng lại cứ tưởng <laughs> tưởng tưởng là vợ bảo thơm thế là ôm ôm nhẹ và lòng vợ là thơm ấy cái cây này rất là đơn giản mà cũng chỉ có 100 k cả chậu mà bao ship ấy. tôi nói vui mọi người có gì thông cảm nha đó thì cái cây này tôi cũng vào sơ sơ nhẹ nhẹ thôi cái cây này vào rất là lỏng chứ không có vào chặt nên là vào để cho nó có độ lớn này tôi đi nhẹ nhẹ thôi cũng có hoa này đó này mà vợ mà bảo anh ơi thơm này lại tưởng là vợ gọi vào thơm này vào lâu yêu ấy, em ơi này yêu anh chưa thế bây giờ thấy em nói anh vào thơm mà cuối cùng lại nói là thơm nhưng mà vợ bảo anh ơi thơm đấy cuối cùng bằng cái hoa này nó thơm đấy thơm nhẹ nhẹ đấy. vợ bảo thơm nhẹ sướng lắm anh ạ ừ đó chỉ có 100 k chỉ có 100 ca mà được sở hữu một cái cây hồng ngọc mai bonsai cho tương lai nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó 100 k thôi bỏ ra 100 k thôi còn nếu mọi người mua ba cây thì có 350 k mà tôi bao ship tới nhà để ba cây đó. một cây để bàn thay đổi đi cứ có hoa lại đổi đi. bê ra xong lại bê vô chơi rất chi là vui đó chỉ có 100 k không bao ship nhé còn bao ship ba cây 350 k tôi bao ship đóng thùng tới nhà thanh toán tiền Đấy tôi nói trước là nó rất là nhỏ nhá, nó không có to đâu. Có lẽ mọi người kêu là bảo sao nó to. Đấy thật sự nó rất là nhỏ nhá. Rồi chỉ có 100k nhá, một cây hồng ngọc mai. Đó nó cũng có nó nụ rồi. Thì cái này về nuôi thôi, tại bây giờ tôi có nó có ra nụ thì về đóng thùng về mọi người cũng cắt đi à. Từ từ nó ra cứ bấm, cứ bấm 20 ngày đến lại ra, bấm cứ nó ra hoa mình bấm đi xong rồi mình bấm thì chặn những cái đọt ví dụ ngắn thế này, bấm đi. À, ví dụ cái đọt này chẳng hạn đấy. Đấy kìm bấm đàng hoàng đây tôi ví dụ thôi Bấm cái đọt này đi Những cái đầu đọt này ra mình cứ bấm nó đi Đó bấm nó đi làm tự nó ra hoa nhá Đó Chỉ có 100k Rồi xuống hàng nhá Đó 100k mà có cây mai bonsai Mà số 6 lên Đây số 6 đây Đấy dáng cũng nhìn dù <laughs> Cái dáng này rất chi nhá Đó, Rất chi là hay Vững chắc Đó, Nền tảng vững chắc này là để một cái uh, tượng nhẹ 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 ở trong này này đó nhìn rất chi là hợp lý nói chung là tại khi tôi vào dây thì cái tay tán tôi cắt tôi lọc lại cho nó chi tán nên là nhìn nó không có dối mình chơi cây bonsai này mình không có để um tùm quá nó cũng dối nên là không cần phải nhiều quá đâu chủ yếu là mình 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 để cho nó gọn gàng vì đâu có cần phải nhiều nó um tùm quá nó bụi đã hàng nghệ thuật thì mọi người cũng không cần phải để nhiều quá lọc ra thì lấy những cái cốt chính thôi những cái nào chính này. lấy cái cốt chính thôi chứ không cần thiết phải vì nhiều quá đó đó mình chơi nhỏ nhỏ xinh xinh cho nó dễ thương đó rồi mã số um, 6 cũng 100k nha rồi rồi mã số 7 đó để, mã số 7 nó cao hơn tí nó phông nó cao hơn để từ đó mã số 7 nó cũng 100k nha đó mã số 7 tôi cũng mới vào dây nhẹ 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 để cho nó nó có định hướng đi chứ cây hồng mai này khi mà nó to rồi rất chi là khó uống nên là nó nhỏ nhỏ là mình vào nhẹ thôi, vào nhẹ là mình nuôi đi. là lúc nó có cốt rồi lúc đấy mình cắt mình sửa đây cái nền tảng cái cốt nó đã có cái cốt rồi đó, cái cốt nó có rồi. Nó, nó chi là là ok đó, đó. cái này là do tôi quạt và nó hơi thấp xuống tí. vậy cái đấy về mọi người nắn lại không có gì đâu. cái này thì cái, cái lúc nắn ấy, thì mọi người có gì mua mà mọi người ai có thể là chưa nắn được thì cứ điện thoại nhiều khi mà tôi cũng chẳng phải là giỏi gọi là biết một xí gọi là định hướng cho cái cây nó dễ nhìn thôi còn đẹp thì làm sao mà bằng nghệ nhân được mình là chỉ là buôn bán chỉnh sửa sơ sơ vậy thôi còn cái phân bón thì có thể là mọi người cứ điện thoại rồi tôi tư vấn tôi biết như nào thì tôi không phải là giỏi nhưng mà mình cái kinh nghiệm mình làm mình biết thì mình chỉ cho mọi người nhá rồi 100 k số mã số 7 mã, mã số 6 rồi mã số 6 chưa lên đã nhảy lên mã số 7 đây à đây mã số 6 rồi nhỉ mã số 7 rồi mã số 8 để từ từ mã số 8 đây mã số 8 đây mã số 8 nó mã số 8 đây nhá cái dáng co lắc mã số 8 đó đây số 8 này đấy mã số 8 đấy tôi cũng muốn rồi nhá đó nhìn đến dáng nó quái quái nhìn nó độc lạ thế này về nếu mà có cái tượng nhỏ nhỏ ấy, tượng mà mua cái tượng thật nhỏ thôi còn nếu mọi người để vậy thì cứ để vậy chơi đó thì nó cũng có chậu thuần chậu hết rồi đó mã số 8 mã số 8 nhá, cũng 100k nhá. Đó, mã số 8 xuống hàng. Rồi mã số 9, Thế tiếp tục lên mã số 9. Đó, thật sự tôi cũng đã nói trước mọi người rồi nhé nên là nó có nụ rồi đây này, này. Nhưng mà nó rất chi là nhỏ, nụ này. Nên là mọi người có gì là cứ xem video là thấy nó nhỏ thật nhưng mà thực sự nó là cái nghệ thuật nuôi nó cũng chẳng thua gì cái cây to đâu. Nó cũng khó vào dây uốn éo rồi nó nó cũng khó nó nhỏ nên là nó mong mọi người có gì thông cảm. Còn nếu là hợp lý thì cứ mua điện thoại, còn cái này về chất trồng nó đầy đủ nó nằm trong cái chậu sâu này rồi. Đó nên là tôi trồng cái chậu là tôi để để chất trồng nó đầy nên nó đầy đủ hết trong này rồi. Mọi người về chỉ việc chơi thôi nhá, Một 100k cho mã số 9 nhá. Rồi mã số 10. Đây, mã số 10 đây. Đó. Mã số 10, đấy tôi tôi cũng co lắc nó cũng uyển chuyển nó múa máy rồi cũng định hướng rồi nụ hoa là có trong này đó mọi người để thấy cái nụ hoa này. đó thấy không nụ nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. rồi mã số 10 đấy, cũng 100k nhá thì ba cây là ba trăm rưỡi tôi uh, bao ship còn nếu mà mọi người uh, tháo chậu ra thì tôi ta tôi, tôi bỏ hết tôi, tôi, cộng hết tôi bỏ hết cái tiền đóng thùng với tiền chậu ra thì nó rẻ nó chỉ có hơn 200 trăm ngàn thôi đó nên là hai hơn 200 trăm ngàn ba cây thì à, lúc đó thì mọi người à, cứ kết bạn rồi là điện thoại trực tiếp là mã số bao nhiêu đó nhưng mà nói chung đã mua một cây hai cây thì mình cũng không nên tính toán gì vì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu độ 100 trăm ngàn hơn trăm ngàn nó về chơi nên thấy nó hợp lý vì cái cây nhỏ nhưng mà cái nghệ thuật nuôi nó cũng lâu à, rồi video thì nó hơi dài nhưng mà nếu chung đã mua cây thì phải quay cho nó kỹ nên mọi người không có thắc mắc gì nhé nếu mà cảm thấy hợp lý thì còn nếu mua phôi to thì mọi người cứ à, đăng ký kênh là hàng ngày tôi lên cái video to cây to rồi nhưng mà nó là phôi nhưng cái phôi tôi cắt định hướng đây là ví dụ như tôi lên cái Cái phôi nhá phôi to này ở ngoài kia nhiều lắm đó cái phôi to đây mọi người thấy không tôi bán không có cao đâu mọi người cứ an tâm đi giá nó cũng hợp lý chỉ có cái này thì tôi để lên, lên, lên clip, clip sau nó nhiều ấy Nên, nó, 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 nó lẻ lẻ thì lên, nó rất chi là nhiều à, clip sau nhá rồi video đến đây là kết thúc nhá thì uh, chân thành uh, cảm ơn tất cả những người đã theo dõi và đã ủng hộ cho tôi suốt thời gian qua và cái số cây tôi cũng bán hàng ngày thì nói chung là mọi người cũng thương yêu, thương tình. Ủng hộ thì uh, những có những cái gì mà sai sót hay cái gì thì mong mọi người cứ điện thoại uh, nói ví dụ như cây nó có bị sao hay nó nhỏ quá hay như nào thì mọi người cứ nói thì có thể là cùng cùng yêu thương cây với nhau mà để chia sẻ buồn vui những cái 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 mà là mọi người bức xúc hay khó khăn gì thì, thì hay như nào đó thì cứ điện thoại đến tôi tôi cũng rất thoải mái thôi vì tình yêu thương của mọi người đã gửi gắm cho tôi thì tôi cũng phải nghĩ lại đến cho mọi người ý tôi không có như người khác đâu để tôi bán cây thì cũng sự đam mê của cây nhưng mà mọi người về chơi thì cảm thấy cái gì không hài lòng thì mọi người cứ điện thoại thì nói thì có thể những cái nó không hợp lý quá hay nó bị sao thì lần sau mọi người có mua cây thì tôi sẽ bù cho mọi người chứ nó có trước có sau mà mọi người đã thương yêu mình ủng hộ mình mà mình không nghĩ lại thì nó cũng khó khăn cho tôi nên là mong mọi người có gì thì cứ điện thoại rồi là kết bạn nói chung kết bạn một cái tình bạn nó là cả một cái vấn đề đấy nó nó dài lâu nó mới là quan trọng nên tôi bán cây này nó dài lâu mà tôi cũng chỉ mong là tất cả mọi người thương tình ủng hộ thôi mà có gì thì mọi người cứ sai sót thì mọi người cứ điện thoại nhá rồi tôi cảm ơn mọi người rất nhiều video nó cũng dài nên là mong mọi người có gì thông cảm nhưng mà mình yêu cây mà nên là không có quan trọng tình cảm mà có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua còn là mọi người mà ví dụ như không mua mà xem cho vui thì mọi người chia sẻ cho ai có cái nhu cầu có cái định hướng mua ấy đây là cái lời xin thật lòng của từ trái tim tôi nhé mọi người chia sẻ cho tôi một cái lượt chia sẻ cho tôi một cái nút thích ấy để tôi xem mà trong cái phần thích của mọi người tôi thấy cái động lực mà cái tinh thần tôi tôi lên video sau nhá rồi cảm ơn mọi người nhiều nhá rồi chân thành cảm ơn